សូមអនុញ្ញាតបន្តកម្មវិធីតរទៀតប៉ុន្តែវគ្គនេះជួបជាមួយពលរដ្ឋងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តតើមានរឿងអ្វីខ្លះនៅខេត្តនីមួយៗតំបងនេះជួបលោកវិលែមដែលប្រចាំការនៅត្បូងឃុំនិងកំពង់ចាមហើយជូនទៅលោកបត្រាបាទសូមអរគុណលោកសហការព្រះសួរលោកវិលែមបាទជំរាបសួរលោកបត្រានិងលោកសហការបាទលោកវិលែមព្រឹកនេះចូលជើងនៅខេត្តត្បូងឃុំឬក៏កំពង់ចាមលោកបាទបាទព្រឹកនេះគឺចូលជើងនៅខេត្តត្បូងឃុំបាទពីខេត្តត្បូងឃ
ចាំហ្នឹងបានគាត់រត់យន្តទឹកកបីមួយគ្រឿងបាទហើយនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំមូលហេតុអីបានជាសមត្ថកិច្ចលោកគាត់រត់យន្តទឹកកបីមួយគ្រឿងហ្នឹងថាតើវាអត់ច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមុនឈានដល់គាត់ហ្នឹងដោយសារគាត់ពិនិត្យឃើញថារថយន្តហ្នឹងដឹកជញ្ជូនកបីហ្នឹងគឺអត់មានលិខិតដឹកជញ្ជូនបាទអូអញ្ចឹងទេទើបសមត្ថកិច្ចឃាត់ហ្មងបាទបាទបាទបាទការឃាត់នេះមានកបីនៅក្នុងរថយន្តប្រមាណក្បាលដែរទៅលោ
bạn hay nè bạc bò quạt slide top cho mày đấy pin smart cái lục quạt rút dồn đặc cọ bay chấm nút đặc bốn các bạn đi bạn nè bạc bò rút dồn nóng cái lỗ máu cứ quạt lọc bằng ao màu hàng bẹt sắt khét chạm hậu năng bạc hay ngày thì đấy cứ bẹt sắt khét buộc chạm nó quạt trơn tại chỗ lối nơi chấm nút xây xây để tạm thời chết lệ của phần lăng bên chấm nút và địa phương hay chấm nút chả tông tông hay chấm nút thành đi long châu tận đây bông phun nó cứ chúng ta thành đi preng và còn kỳ sầu nam lắm hay chúng ta vô nơi tiền vật phun hay chúng ta thiết vật tiêu vô nó còn được còn những vật bạc châu bằng và lúc mình lấy mà bay trong đồng bôn của ba đấy thà ta mà chặt quạt xế chứ đưa cô mà chặt rụt dun rồi móng to rồi móng quạt chỉ nẹt đặt bỏ quạt rồi cho mình và nè mà chặt rụt dun nó còn còn là nẹt đặt đặt tê này mà chặt đấy cái chúng mua nhà mà ly rồi chạy kiếm chặt bấy và chúng coi ca chấp robot smart cái thà ta miền ca bong prạ vì đây chỉ prạ ấy bao nhiêu tới từ tam chụp robot luôn à tam ca tiếp tu ca thui lịch khách bọc gói khách bông bông nó cứ chấm ca cứ thui ca phạm vì đây ở ca nó cứ về sát khách bông bông quạt chỉ đã thui bạn bạn chẳng thế cái bấy mà cha cái bấy nơi nơi không khai bông bông được cái bông chạm luôn bạn mà chắc bây giờ cứ nhận được một hết cái bụng thông tế bạc lời khả năng của bà bạc là hết bụng thông mà vì cái bụng thông tới đây bây giờ chạp đó xong rồi cái chạp đó xa tay của bạn bong ở khang một trời hiểm niên để chạm phục rô mình đấy luôn mà có khang phục chạm lại chạp là cả phạm vì đấy cứ khang hết bụng bụng mà bạn chắc mình ấy là bạn trong coi clay mà xong chừng bà cứ xong rồi thay ra chỉ bà cô đặt cái bây đặt cô đó nó còn sử dụng bơ ra xong rồi khang phải sạch hệ phục chạm nó cô cả lại cả nhà lấy mua cả lấy nam mũi đây phần này là quật châu sùn bằng bằng loa à thấy ca ba ca bong nó cứ xông ao ăn một tờ tam cua ca chấm tờ tam thôi một tốc cua ca ra cười cả lỗ máu nó liên phong được tiêm tiệt ở bay mơn trong mà ba lên chẳng hay xua thay cho lui để bong lưỡi nó vô từ nào hay từ sai tiết nó cứ quật xông ao khang cả xuống cả thì cam nó thưa cả ba cả thưa bừng kết lên lưng tay về phát hành phụ trám không ta quật vừa chẳng nó bị trầm mà lại ót hay vô lui để bằng lưỡi nó vô từ nào hay bị chia bằng nó tăng để nát để ao bằng bà và chẳng bàn đây tha còn long tới miền mình tây ở toàn miền này cái hai thằng nặng hai cho bao loạt nó cả đã chăm chập vô đưa cầu chăm bằng prạ từ đó mình tây chuẩn miền thì còn long tới cứ miền này trăm tam mình tây chuẩn miền thì cho tới nó bị chập vô toàn rồi máu đưa cầu nó chăm được lâu được mòn nơi tây này rồi chôn xong cặp cho cái bụng chăm nó thử khó thực hiện và mình tây về sát khách bụng chạm chỉ muốn bởi sao mình tạp tế tha chiên nó khoát ấy chẳng và đôi rụp hiệp cười giảm chẳng ở côn lúc bị lãnh tại bàn thầy ca vẹp bọn tên nâng cạn này để bàn cạn lãnh đi và côn bạc chứ thủ đức bìa ở côn lời xong chọc thủ sắp mà rụp tiết tới phần nghiệp trăm ca được nông khai bộ sát lúc hiệu đồn vĩnh xong bộ cơ chút lúc sức hạ xong chứ ở côn lúc bật ra chỉ mấy số lúc hiệu đồn bạn là chỉ mấy số lúc sức hạ nâng lúc bật ra bạn và ở côn là hai miền phliêng đến nơi bộ sát bật nắng บาดตึกนี้เมฆลักล้อบาดថ្ងៃจังล้อบาดจังตามีเรื่องอะไวรีกาปีโปสัตว์มาบาดโปสัตว์คือมีเรื่องដើមស្នោតពុះពុះបាទចំនួនបីដើមហើយក្នុងនោះមានម្ដងបាទបានងាប់បាត់ទៅហើយបាទហើយបានបង្កមានទៀតផ្សេងខ្លាយក៏ប្រវត្តិតែរស់នៅក្បែរនោះហើយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបាទ មកខ្ញុំវាអាចរលំនៅពេលណាមួយកំដឹងដែរហើយបាទគ្មានពីការកាត់ទេជំនួនវានឹងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លាក់ដល់មនុស្សបាទ bây đam năng bia cầm pua phần man mà cà pan phần man bây đam năng còn mà đam mình cầm pi mà phay mệt đấy bạn cầm phay mệt thì hay lỡ là năng chưa cam mà xích bao ai cái chốn rồi có bao rót luôn
nó mà tam phần rốt rất còn dây ở dân bình mình cứ ta làm đầu nó cứ việc đầu nâu có bài chuẩn mật lâu nó hay chia mà chắc là cứ nó có bài nâng tầm đó mà nó không đây là nó cứ bỏ nâng nâng các bạn đây là cứ bỏ nâng chẳng bên đây tha nẹt là nơi mà chặt đấy nó lục ở Sài Gòn làm thằng nào bê thằng nào bê hồ hai máu chẳng đấy buồn mền bát rồi nhà lấy nó cứ thả và chia parrot lục sna ở cặp chứ như rồi giờ mày bát là parrot quật sna sầm nó po ở nhà thơ là bịa quân chia bị xét khang là kisni đặt thằng ông là bịa là kisni nó cứ tạm mơ phong mà đặt co tạm về vật sầm nó po ta về đặt nó tôi bị nấu kia tây bạc kia mình chia phụ quật để nấu đông nhà nước phong này làm thịt tài lượng nước về bánh quạt nặng bánh quạt nó là chân chia lùm nấu về ai thằng quạt tự lượng tiền phó hay đặt tài lượng nó hay là người ai tự quạt đã bảo lại thua tầm nào để tự đào tàu nước phong này việc tầm khán nó cứ ra làm sao nó biết thua tự lùm nó mới bạn để thua mà nó nấu kia nó biết thua tự lùm đi thằng quạt đã bảo mình không lo rồi mai bạn. Ồ, chẳng nói cho khang kia xin đi lúc chơi lâu thì mấy năm bây giờ miền luôn. Bạn chơi lâu mà có club bằng cặp mà đâu có chơi mình đó, lúc chơi lúc cô mình có. Bạn. Khang kia xin đi có club bằng cặp cặp mà đâu mình mà lâu rồi mai bàn tay là sau bây giờ mình lại cuộc hương tiền nó ở khơi gọi bằng cặp với bạn chẳng có tổng tam bây giờ ở chui ở khang kia xin đi nó có chui bằng cặp bằng thêm với bạn. Nàng anh chẳng chỉ tầm lóp cứ là cái sinh viên này tôi bận tục ở rừng đàm thân áo nâng được cho nên là ai mà cặp mà đong tiền ở con mẹ quay bận thay mẹ con tôi đang rừng đàm thân áo khô khô nâng bác ở hỏi bạn lúc tất cả nâng lúc bật ra bạn bà ở con này lúc bây rôn chìm điệp lìa bạn chìm điệp lìa lúc bạn mà tôi rơi xin cái chôn chỉ tì cổ rộp án xông phê xâm rạ mập lẹ sân để tiền dựng chôn chú ập tôi rửa sắp